Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Zôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày thứ hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023. Và chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện sau khi hội nghị Trung ương 8 vừa bế mạc hôm qua, thì một trong những cái điều mà bác Tổng Bí thư đã nhấn mạnh đó là lĩnh vực đối nội á, thì ngoài những nguy cơ ra thì phải theo cái chủ trương đó là an dân và yên dân. Thì một trong những cái vấn đề lớn nhất đối với an dân và yên dân thì đó là vấn đề liên quan tới bất động sản. Và chúng ta sẽ cùng bàn thảo ở chỗ này. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một bộ tuần vui vẻ. Và các bác là nhớ đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Để nói về thị trường bất động sản thì có hai cái đối tượng mà có thể thu lợi nhiều nhất. Thì đó, một là nhà nước thông qua cái việc mà quyền sử dụng đất vân vân các thứ nữa để mà đưa đất ra thị trường. Thứ hai nữa là các tài phiệt bất động sản thì họ tận dụng được cái chênh lệch địa tô để từ đó họ trở thành những cái tỷ phú với hàng chục ngàn tỷ. Xin thưa các bác như vậy. Thế nhưng mà những đối tượng khác thì có được lợi hay không? Thì nó tạo nên một cái sự mâu thuẫn âm ỉ, và cho tới khi bác Tổng Bí thư trong hội nghị Trung ương 5 đã nói về thị trường bất động sản là người ta giàu lên nhờ đất, nhưng mà đi tù thì cũng vì đất. Và anh em nhà cửa bán đánh nhau, giết nhau thì cũng vì đất cả. Thế thì nó tạo ra cái mâu thuẫn như thế. Thì làm thế nào để mà an dân yên dân được? Bởi vì xin thưa với các bác, chúng ta không thiếu đất. Thế nhưng mà giá bất động sản quá cao, nó đã làm cho cái sự chênh lệch giàu nghèo một cách khủng khiếp. Và có một cái thực tế thế này. Đất cũng là một tài nguyên, và tài nguyên hữu hạn. Và để nói về đất đai thì ví dụ như là đất gọi rằng là nhà, đúng không ạ? Chúng ta gọi chung bất động sản. Thì bất động sản là dùng để ở chứ không phải là dùng để đầu cơ. Vậy thì tại sao mà có nhiều người có đến hàng trăm ngôi nhà, trong khi đó những người bình thường thì lại không có nhà để mà ở? Và đó là một cái sự bất công của xã hội, và thậm chí chúng ta có thể nói đó là một sự lãng phí vô cùng khủng khiếp. Và rất nhiều người nói với tôi rằng là cái sự lãng phí này nó lên tới hàng chục triệu, thậm chí là vài chục triệu tỷ đồng. Nếu như số tiền đó được đưa vào lĩnh vực khác trong nền kinh tế thì chắc chắn nó sẽ tạo ra cái hiệu quả và nền kinh tế của chúng ta sẽ bền vững và mạnh mẽ, chứ không phải là như thế này. Để nói về thị trường bất động sản thì sau khi mà chính phủ mới được thành lập dưới thời của ông Phạm Minh Chính thì ngay từ đầu nhiệm kỳ đã siết chặt cái tín dụng lại. Người ta đã nhìn ra cái lỗ hổng về tín dụng, từ cái việc cho vay dưới chuẩn, từ cho việc là rồi cho vay nọ cái vân vân các thứ nữa, rồi không có sự giám sát hoặc thiếu sự giám sát của ngân hàng nhà nước, cho tới cái việc phát hành trái phiếu một cách vội vã lên tới hàng trăm ngàn tỷ và thậm chí gần cả triệu tỷ, thì nó tạo một cái hệ lụy và tạo ra một cái bức tranh rất là xám xịt về nền kinh tế. Bởi vì nếu kinh tế và bất động sản không tăng trưởng tiếp thì tất cả sẽ sụp đổ. Chính vì thế, cái việc mà siết chặt lại tín dụng một cách từ từ, thực tế cái việc siết chặt tín dụng của chúng ta nó không phải diễn ra một cách đột ngột mà nó rất nhẹ nhàng. Tại sao mà mọi người thấy trên báo chí rồi là các anh chị nói về việc đột ngột, rồi là việc mà siết chặt tín dụng bất ngờ vân vân, làm hạn chế dòng tiền ở bất động sản, làm cho hàng ngày nó bị suy thoái? Đấy là lời của, xin thưa các bác, là lời của những lợi ích nhóm, của những cái người mà người ta có cái lợi ích từ bất động sản. Chứ còn nếu mà so với cả cái việc mà siết chặt tín dụng, siết chặt cho vay ở trên thế giới á, so với các nước trên thế giới á, thì chúng ta chưa là cái gì cả. Mà thậm chí các nước đó người ta còn siết chặt hơn nhiều, chúng ta còn nới lỏng hơn rất nhiều. Đó. Đến tận bây giờ sau khi cái mà họ gọi là siết chặt, thế nhưng mà so với nước khác thì vẫn là quá là nới lỏng. Chẳng qua là các anh chị đó là đâm lao theo lao rồi vân vân các thứ nữa. Chứ còn bảo rằng là siết chặt thì không đúng. Thế thì nó chỉ giống như là một cái tác động rất nhỏ như vậy về siết chặt tín dụng đã làm cho các công ty bất động sản là sống dở chết dở. Thế nếu mà chúng ta lại thêm một quả đấm nữa, một cú bồi nữa thì làm sao họ chịu được, đúng không ạ? Thế nhưng họ không chịu được là việc của họ, còn người dân thì lại được một cái rất là thú vị. Tôi sẽ phân tích cho các bác một cái chính sách, nếu như nó được thực hiện thì nó sẽ thế này. Tức là đánh vào những nhà đầu cơ bất động sản. Thực tế họ sở hữu 100-200 căn nhà hay 100-200 cái mảnh đất, nó chả làm gì cả. Tôi có rất nhiều, ngay cả khu của tôi cũng thế.
Có rất nhiều ông anh đã bỏ ra hàng chục tỷ để mua những cái đất vườn, đất ao ở Ba Vì, Hà Tây vân vân, để rồi bây giờ bỏ không ra, bây giờ bỏ không ra, chả làm gì cả. Nó có lãng phí không? Quá lãng phí. Đất thì phải dùng để ở, chứ đâu phải đất để dùng đầu cơ, có đúng không ạ? Thế thì nếu chúng ta đánh vào bất động sản lãng phí, đó, đánh vào bất động sản lãng phí, thì chúng ta sẽ thấy thế này. Ví dụ một, chỉ đơn giản thế này nhé, tôi phân tích các bác hệ lụy và sẽ làm và cái hiệu quả, hệ quả của nó. Một, chúng ta đánh một cái thuế rằng là khi cấp cho anh, cấp sổ đỏ cho anh một cái mảnh đất, ví dụ như là vào hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2023, thì đến đúng mùng 9 tháng 10 năm 2024 mà chưa có nhà xây, chưa có người ở, hoặc có nhà xây nhưng chưa có người ở, thì sẽ đánh thuế thế nào? Nếu như mà vẫn chưa có nhà xây và chưa có người ở thì đánh thuế cho họ là cứ 10 triệu một tháng, phạt cho họ là 10 triệu một tháng. Tức là một tháng họ bỏ ra 10 triệu. Đó, 10 triệu. Đấy là thứ nhất, để nhà nước thu được tiền. Thứ hai là có nhà xây nhưng không có người ở, đúng không? Lãng phí. Thì là 5 triệu một tháng họ phải nộp tiền vào. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái hệ quả thế này. Thứ nhất, những người chưa đủ tiền mua nhà thì hoàn toàn có thể là có cái giá thuê nhà nó rẻ hơn. Ví dụ anh đầu tư một cái mảnh đất và anh xây một ngôi nhà đó lên, nhưng anh không có người để ở, đúng không? Mà nếu không có nhà 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 không không có người để ở, tức là không cho thuê được, thì anh sẽ bị phạt là 5 triệu một tháng. Như thế thì bắt buộc anh bằng mọi giá anh phải cho thuê, và như vậy cho thuê sẽ giá là giá rẻ. Trước đây một ngôi nhà có thể cho thuê với giá là 5 triệu một tháng, thì bây giờ họ có thể giảm xuống 3 triệu một tháng cũng được. Đó. Và như vậy thì người có nhu cầu có nhà ở, người ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn cái nhà thuê này, đúng không? Và về mặt bản chất thì người ta cũng không có coi rằng là về mảnh đất đó thì, và bất động sản chúng ta sẽ không bị lãng phí. Cái thứ hai nữa là đối với các nhà đầu tư, tức là những chủ đầu tư một khu đô thị ví dụ lớn thế này, họ xây một, thường thường á, là các tay bất động sản bây giờ là họ xây một cái tòa building, họ xây hết nhà rồi nhưng mà họ bán nhỏ giọt. Lúc đầu họ chỉ bán có 20% thôi đó, để tạo một cái sự khan hiếm, để mà họ đẩy giá lên, họ tạo một sự khan hiếm. Thế rồi hôm sau khi mà giá nhà đẩy lên một chút nữa thì họ mới tiếp tục bán tiếp 20%. Rồi cứ như vậy bắt đầu mới bán tiếp dần. Thế nhưng với cái chính sách mà không để nhà ở lãng phí như thế thì họ sẽ phải bán hết. Đó. Bởi vì như vậy anh đang đứng giữ sổ đỏ. Anh mà để nhà không có người ở thì anh cứ bị 5 triệu một căn một tháng. Tức là 5 triệu một căn một tháng thì tức là có anh có 100 căn chưa bán thì cứ nhân lên 500 triệu một tháng anh trả cho nhà nước. Đúng không? Thì như vậy là bất động sản không bị lãng phí, và như vậy anh sẽ phải bán hàng với số lượng lớn và bằng mọi cách để bán bằng mọi giá để anh không bị chi tiêu cái chỗ này. Thế thì như vậy là bất động sản là để dùng để ở chứ đâu phải dùng để đầu cơ. Và như vậy nhà phải để ở chứ, đúng không? Xây nhà để bán để ở chứ. Và anh phải tối ưu chi phí để mà các anh xây nhà cho nó ổn, đúng không? Và xây là phải anh phải bán nhanh chứ không phải bán chậm được, không thể om vào đấy được. Đó. Bởi vì trước đây tại sao người ta om, có biết biết tại sao không? Ví dụ như là họ bán một căn nhà 100 mét vuông với giá 4 tỷ. Thì bây giờ họ bán thì bình thường những người đầu tư mua vào thì ok mua ngay được. Thế nhưng mà họ để đấy, họ bán 20% thôi để mà đẩy giá lên. Thì đẩy giá lên với giá nó lên thành 60 triệu một mét thì thành ra 6 tỷ. Thế là họ chả cần bán nhà, họ mang cái đó đi thế chấp ngân hàng, họ đó có thể thằng nào có cái tiền tiêu rồi. Và như vậy thì nó cứ đẩy giá lên như thế, nó thành một cái như kiểu mô hình Ponzi, nó thành hình tháp như thế này. Còn bây giờ nếu như mà anh không bán được thì bắt buộc anh phải nộp tiền, thì như vậy họ sẽ bằng mọi giá để bán. Lúc đầu bán ra khoảng độ tầm mở bán căn hộ thì họ sẽ phải bán gần hết, và nếu không bán được thì họ phải hạ giá. Để đấy mới là thị trường nó mới về đúng 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 với cả cái bản chất của thị trường, đúng không? Tức là nó theo quy luật cung cầu của Adam Smith.
Tức là nó phải theo quy luật cung cầu, tức là anh có hàng để anh phải bán ra, chứ không thể nào anh om để anh đầu cơ được. À. Và ở nước ngoài người ta đã phạt những cái người đầu cơ này rất kinh khủng. Các bác nào mà biết được cái việc người ta phạt đầu cơ thì ghê gớm thế nào. Đó. Ví dụ trước đây là có một số khi mà thị trường bất động sản nằm vào trong một số tay lớn ấy, thì họ những tay lớn đó họp với nhau, thì cũng giống như trước đây là ở một số nước khác là người ta có cái thị trường gọi là thị trường lúa gạo, và người ta với tay gọi là đầu nậu là ôm với nhau, ôm gạo của người dân. Thế rồi cuối cùng là khi ấy ra là bán nhỏ giọt và đẩy giá lên, để từ đó họ hưởng lợi từ chỗ này. Cho nên ấy, cái chúng ta cần là đưa nền kinh tế về đúng nghĩa của thị trường, tức là cung cầu. Đó, tức là cung cầu thì cái số lượng cung nó phải như vậy, và nó đi đúng với bản chất là xây nhà là phải để ở chứ không phải xây nhà để đầu cơ, đúng không? Chưa kể những cái chính sách khác, ví dụ anh sở hữu 2 3 căn nhà đổ lên thì mỗi lần sang tên sổ đỏ thì anh sẽ phải như thế nào. Một số nước là người ta còn đưa thêm cái chính sách nữa, đó là cái chính sách ví dụ anh mà sở hữu 2 căn nhà đổ lên thì căn nhà thứ hai anh bị đánh thuế nặng hơn, căn nhà thứ ba anh đánh thuế nặng hơn nữa, thứ tư thì càng nặng. Đó, cái thuế của họ rất kinh khủng. Đó. Chưa kể rằng là cái vấn đề gì thì báo cáo các bác rằng là gọi rằng là người ta gọi là như thế nào nhỉ, tôi chia sẻ các bác một cái nó rất là thú vị liên quan tới cái thuế bất động sản. Tức là họ không bao giờ họ thuế giao dịch. Ví dụ chúng ta thấy rằng là một số kẻ là đầu cơ bình thường. Thế nhưng một năm họ giao dịch rất nhiều căn nhà, họ phải ra phòng công chứng, họ sang tên sổ đỏ. Chỉ cần một năm mà anh sang tên một căn nhà thôi, anh chỉ được phép sang tên một căn nhà. Thế nếu mà anh một năm anh sang tên 2 căn nhà thì căn thứ hai anh đã bị lần thứ hai nhé, lần thứ hai tức là mua đi bán lại. Ví dụ một người chỉ có một mặt căn nhà thôi, nhưng bán căn nhà này đi mua căn nhà khác, rồi mua căn nhà khác rồi lại bán đi rồi mua căn nhà khác. Thế thì họ có quay vòng vốn như vậy thì một năm họ có thể là giao dịch đến hàng 20 30 lần. Thế thì bây giờ là đánh thuế theo cái lần giao dịch như thế. Đó. Để anh hạn chế cái việc mua bán thường xuyên, đó, để anh lách luật thì ngay cả nó đánh cả cái thuế giao dịch thế này. Tôi phát hiện ra anh vừa giao dịch một căn vào tháng 1, đến tháng 10 này anh đã giao dịch căn thứ hai thì anh thuế 5%. Tôi phát hiện ra anh giao dịch từ tháng 1, tháng 2 đến tháng 10 là giao dịch 20 lần thì đến tháng 3 này thuế của anh là 400%. Đó. Thì để anh chết. Đúng không? Cho nên ở đây á, chúng ta phải đưa cái thị trường bất động sản về đúng cái quy luật giá trị, tức là quy luật cung cầu. Còn nếu như mà để cho các tài phiệt thao túng thì kinh khủng. Đó. Nó đi sai hướng hết, lệch hướng hết. Và nó tạo ra hệ lụy như bây giờ. Chính sách này mà đưa ra thì nhiều kẻ gọi rằng là khóc khóc than ngay. Thế nhưng mà cái lợi ở đây là gì? Đó lợi ở đây là người dân, và theo đúng cái tinh thần là an dân yên dân thì có thể biết đâu một thời gian tới nó sẽ được thực hiện thì sao, đúng không ạ? Hãy để thị trường bất động sản chúng ta về đúng theo cái quy luật như thế giới, đó là điều cần thiết. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.